giờ tôi sẽ hướng dẫn mấy bà nấu một món súp củ quả ngon và bổ máu nhé. Rồi đầu tiên tôm thì mình đem đi lột vỏ làm sạch và đầu này hay là cùng chỉ ở bên trong. Ức gà thì mọi người đem sắc từng tảng như vậy để luộc cho nó dễ chín hơn, lúc mà mình xé sời ra nó cũng sẽ nhanh hơn. Trần sơ qua cái tôm này để cho nó săn lại thì mình cắt hình hạt lựu cho nó dễ ha. Rồi ức gà thì mình đem xé nhỏ, xé sời ra ha, mình xé càng nhỏ càng tốt thì ăn nó sẽ ngon hơn, còn tôi lười thì tôi xé bự bự bự. Tôm thì mình cắt thành hình hạt lựu đó, ăn thì nó sẽ sực sực giòn ngon hơn nhiều. Khoai tây cũng hình hạt lựu luôn. Và đây là những cái nguyên liệu trong tủ lạnh của tôi còn sót lại, là tôi đem ra túi bỏ vào súp hết. Và tiếp theo nữa để làm cho cái súp của mình nhiều cái bộ máu đó chính là củ dền. Và màu súp của mình nó đỏ, còn nấm thì tôi chỉ dùng đầu nấm thôi ha. Thì sau đó các nguyên vật liệu đã xong rồi, mình bếp lên hầm cà rốt, củ dền vào, vớt cái bọt ra để cho cái súp của mình được ngon hơn. Tiếp theo là mình bỏ cà rốt, nấm. Và sau khi những cái củ này nè nó đã chín rồi thì mình mới cho ức gà và tôm vào nha. Khi mà mình đã nêm nếm vừa vị chín thì mình đổ bột năng vào thì nó sẽ tạo ra cái độ sệt sệt, và bỏ chút tiêu, sau đó múc ra tô và rắc một chút ngò rí. Thế là xong món súp rồi. Chúc cả nhà ăn ngon miệng và làm món này thành công nha.